Hành trình du lịch đường bộ từ Bắc đến Nam Việt Nam. Tạp chí du lịch Lonely Planet vừa công bố bài viết đánh giá hành trình du lịch dọc Việt Nam. Tác giả của bài viết đã khẳng định rằng Việt Nam là một điểm đến thuận lợi và dễ dàng cho du khách, bất kể ngân sách dành cho chuyến hành trình. Với hình dáng uốn lượn như chữ S dọc theo bờ biển phía đông của lục địa Đông Nam Á, Việt Nam tạo ra môi trường lý tưởng cho hành trình du lịch đường bộ. Chặng đường nối liền hai thành phố lớn nhất của đất nước Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trải qua khung cảnh phong phú bao gồm cánh đồng lúa, rừng nhiệt đới, các thành phố lịch sử, di tích chiến tranh, cùng với các công viên quốc gia và bãi biển tuyệt đẹp. Khá nhiều du khách đã chọn lựa kế hoạch hành trình qua cả hai trung tâm sầm uất này. Vấn đề của việc đi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh tùy thuộc vào sở thích cá nhân. Tuyến tàu tốc hành thống nhất, một con đường nổi tiếng nối liền hai thành phố này, đã được nhiều người ưa chuộng nhờ cảnh quan tuyệt đẹp và những điểm dừng chân hấp dẫn dọc theo bờ biển Việt Nam. Không cần phải bay đến Việt Nam để trải nghiệm. Từ Trung Quốc, du khách có thể chọn tàu hỏa hoặc xe khách từ Nam Ninh đến Hà Nội, hoặc từ Côn Minh đến Hà Nội thông qua Lào Cai. Đối với những điểm đến ở miền Nam, việc lựa chọn xe bus quốc tế từ Phnom Penh, Siem Reap và Sihanoukville ở Campuchia, hoặc từ Savannakhet ở Lào đến thành phố Huế cũng là một lựa chọn khả thi. Dù bạn chọn phương tiện giao thông nào hay lựa chọn con đường nào, chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết để bạn có một hành trình khám phá Việt Nam từ Bắc đến Nam qua con đường đầy thú vị.